tha ăn meo Hải Phòng. Ngày mùng 4 Tết. Đẹp. Lấy cái đen trơn ý cho nó sạch. Giá từ 20-50% các sản phẩm tẩm ướp và các gọt sắn trong ngày tại quầy rau cá thịt. Giảm giá 30% cho một số sản phẩm sản xuất trong ngày tại quầy đồ ăn chế biến sẵn và đi ga và quầy Nhật Bản. Giảm giá 30% cho một số sản phẩm bỏng gà, bỏng quay tại quầy gà. Xin được nhắc lại, hiện tại chúng tôi đang có chương trình giảm giá cuối ngày như sau. Giảm giá từ 20-50% các sản phẩm tẩm ướp và các gọt sắn trong ngày tại quầy rau cá thịt. Giảm giá 30% cho một số sản phẩm sản xuất trong ngày tại quầy đồ ăn chế biến sẵn Tarinka và quầy Nhật Bản. Giảm giá 30% cho sản phẩm gà bỏng quay tại quầy gà. Để kính mời khách hàng nhanh chân tới tham quan mua sắm ngay tại hộp ưu đãi. Xin chân thành cảm ơn. Thank you.
dần vào cuối ngày đi sâu, tăng giá từ 20-50% các sản phẩm cần thiết và các quà sẵn trong ngày tại quầy sau giá thịt, giảm giá 30% cho một số sản phẩm cần thiết trong ngày tại quầy đồ ăn chế biến sẵn là Lika và quầy Nhật Bản, giảm giá 30% cho sản phẩm gà bọc khoai tại quầy gà. Hiện tại chúng tôi đã có chương trình giảm giá cuối ngày như sau. Giống cái ở nhà quá. Đến 50% các sản phẩm tấm cái ở nhà con như thế là gì? Tại quầy rau cá thịt. Giảm giá 30% cho một số sản phẩm sản xuất trong ngày tại quầy đồ ăn chế biến sẵn Salika và quầy Nhật Bản. Giảm giá 30% cho sản phẩm gà bằng khoai tại quầy gà. Vậy quý vị cho tới tham quan mua sắm cho tới ngày. Xe thôi. Xe thử đi xe nào, đi xe nào. Coi gì là ngã. Cái bật vào ngã. Nó có mấy màu đây này. Không cần thử à? Xin mời bạn đùi thuốc nam về gian hàng MLB tại tầng 1 của chị Phương đang chờ. Xin nhắc lại, xin mời bạn đùi thuốc nam về gian hàng MLB tại tầng 1 của chị Phương đang chờ. Xin cảm ơn. Thôi không mua đồ lạnh nữa. Đồ lạnh không mặc được nữa đâu, nóng rồi. Không có cái mẫu kiểu này nhưng mà nó mỏng với mặt. Xin mời chị Nguyễn Thị Thùy Anh và anh Hoàng Kiên quay trở về quầy dịch vụ khách hàng tầng cửa ra vào số 1 tại tầng 1 có anh có chị Phúc Ngọc Linh đang chờ. Xin hẹn lại, xin mời hai bạn Nguyễn Thị Thùy Anh và bạn Hoàng Kiên quay trở về quầy dịch vụ khách hàng tầng cửa ra vào số 1 tại tầng 1 có bạn Phúc Ngọc Linh đang chờ. Io xin hẹn cảm ơn. Thank you.
Chơi không? Ừ. Mình nhìn thôi. Nốt kem đi. Ôi, mình nhìn không? Chắc có 10.000 đi. Tầm 4 đó. Thôi phải đi xuống ngoài đây không à, tí đóng cửa bây giờ. Thank you.
10 giờ tối rồi, chắc là đông. Đi ra xe luôn đi, đi đi mấy đứa đi luôn đi. Đi vào đây nhanh nhanh. Mười giờ và siêu thị cũng đang đóng cửa. Ui.